Phương Chính Tây, Ngũ Hoàng Liêm Trinh tinh chủ về tai họa, hung hiểm. Ngũ Hoàng Liêm Trinh hay còn gọi là Ngũ Hoàng Sát, chính quan sát là một trong những sao cực hung, đem lại nhiều tai họa, hung hiểm, dễ phá tài, bệnh tật, thậm chí là thương vong. Sao này khi ở trung cung mà sinh vượng thì vượng khí của nó ban ra khắp bốn phương, nhưng khi bay đến hướng khác dù sinh hay khắc đều bộc lộ hung tướng. Theo Cửu Cung Phi Tinh 2024, Ngũ Hoàng bay về phương chính Tây, vì vậy gia chủ cần hết sức chú ý để tránh những điều không như ý muốn. Phương diện sự nghiệp, dễ vướng phải họa thị phi, mâu thuẫn, bị kẻ tiểu nhân lừa lọc gây tổn hại danh tiếng, thường xuyên bị cấp trên, đồng nghiệp gây khó dễ, phải tự lực cánh sinh, áp lực nặng nề. Phương diện tài lộc, dễ bị phá tài do bị lừa, đầu tư không như ý, thu nhập suy giảm, dễ mất tiền phạt, phải chi phí nhiều khiến khoản nợ chỉ có tăng chứ không giảm. Phương diện sức khỏe suy giảm, dễ ốm đau bệnh tật, dễ gặp phải tai nạn ngoài ý muốn. Phương pháp hóa giải. Trong phong thủy, không nên động thổ hoặc để đồ vật lộn xộn, bừa bãi, không được tích trữ rác thải ở vị trí này. Nếu không sẽ gây tác động xấu đến vận trình, khiến bản mệnh dễ mắc sai sót, vướng phải thị phi, mâu thuẫn, sức khỏe suy giảm. Nếu cửa chính, phòng ngủ, nhà bếp, bàn ghế sofa nằm đúng ở phương vị của sao Ngũ Hoàng thì nên đặt ở ngoài cửa nhà hay cửa phòng một tấm thảm màu xám hay màu trắng để giảm bớt sát khí. Nếu có thể thì nên sắp xếp lại bố cục nhà ở, di chuyển các đồ vật vào vị trí thích hợp hơn. Ở tại phương vị của Ngũ Hoàng có thể đặt một vật thuộc kim để hóa giải như hồ lô phong thủy bằng đồng, đèn ngũ hành bằng đồng, lệnh bài trấn trạch, long quy bằng đồng, tỳ hưu bằng đồng, thiêm thư bằng đồng, chuông gió phong thủy bằng nhôm hoặc bằng đồng, tháp văn xương bằng đồng. Trong cuộc sống, nên thận trọng khi xuất hành, tham gia giao thông, khi vận hành máy móc hoặc khi tham gia các hoạt động mang tính mạo hiểm bởi dễ gặp phải tai nạn ngoài ý muốn. Hãy giữ đầu óc tỉnh táo khi làm việc, tuân thủ các quy tắc, quy định về an toàn, hạn chế mâu thuẫn với người khác. Sau tiết lập xuân, bản mệnh có thể đi hiến máu hoặc đi kiểm tra sức khỏe tổng thể, thử máu xét nghiệm, ngụ ý đó là họa huyết quang để giảm bớt những tai họa có thể xảy ra trong năm 2024 này.